Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng phố lồng đèn Hạ Thượng Lãn Ông như được sống lại sau một năm dài chịu tác động của Covid-19. Trên dọc các tuyến đường, nhiều tiểu thương đã trưng bày buôn bán các mặt hàng lồng đèn, đèn dành cho Tết Trung Thu 2022. Ghi nhận tại đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, những cửa hàng bán lồng đèn đã tất bật chốt đơn hàng sỉ lẻ cho nhiều thương buôn. Được biết, các cửa hàng đã bắt đầu bài trí buôn bán các mặt hàng đèn, lồng đèn từ đầu tháng 7 dương lịch. Theo đó, các tiểu thương cho biết thị trường lồng đèn năm nay nhộn nhịp với các mẫu mã đa dạng. Bên cạnh những mẫu truyền thống như lồng đèn giấy, ngôi sao thì các mẫu mã hiện đại được biến tấu sáng tạo hơn như lồng đèn công chúa, búp bê hay siêu nhân, vật liệu nhựa trong suốt. Trong đó, các mặt hàng được tiểu thương chủ động nhập thêm để đáp ứng thị hiếu của khách hàng sau một năm nằm yên bởi đại dịch. Đồng thời, giá cả các mặt hàng năm nay cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ mọi năm trước do ảnh hưởng của nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng. Năm nay thì nhiều cái mẫu mã mới. Nói chung là bé yêu cầu cũng nhiều cái mẫu mã cũng có đáp ứng cho họ cũng được. Bán cũng đỡ hơn hồi năm ngoái nhiều. Có giá thì có lên á, thị trường cũng có lên chút chút chứ không có lên quá cũng được. Ngoài ra, các tiểu thương từ các tỉnh thành khác như Bình Dương, Đồng Nai cũng tranh thủ để lựa chọn những mẫu mã lồng đèn ưng ý để phục vụ dịp Trung Thu này. Theo tôi thì mẫu mã năm nay thấy đẹp hơn, có thay đổi nhiều hơn, giá cả bây giờ nó khác với mọi năm, cao hơn. So với năm trước thì em cảm thấy mùa Trung Thu năm nay thì mọi người ra đường mua đèn Trung Thu nhiều hơn, đông hơn nữa. Giờ em thấy mẫu mã đèn năm nay thì có nhiều loại. Có thể nói, các tiểu thương vẫn đang kỳ vọng vào thời gian sắp tới, sức mua của người dân sẽ mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, niềm hạnh phúc lớn không chỉ của tiểu thương mà tất cả người dân là các hoạt động buôn bán hàng hóa được khơi thông. Đặc biệt, mọi người đều mong muốn có cuộc sống ổn định để mang lại một mùa Tết đoàn viên thật ấm cúng.